Hãy bấm phím M để mở lên bảng vật liệu frame.html nhé. Sau đó chúng ta sẽ kéo ra một cục vật liệu có tên là frame.html này. Bình thường chúng ta áp cái vật liệu frame.html vào cái đối tượng này. Chúng ta render ra. Chờ một chút, mình chỉnh cái setting một chút xíu nhé. Rồi chúng ta sẽ khoanh một vùng thôi, chúng ta sẽ không tập trung đến các chi tiết khác mà chúng ta sẽ tập trung đến chi tiết của cái bàn này thôi. Có thể mình zoom lớn này tí nữa để các bạn nhìn rõ hơn. Sau đó chúng ta, nếu mà các bạn bình thường chúng áp ra một cái vật liệu material map nhá, bitmap này, chúng ta tìm đến một cái vật liệu nào đó và chúng ta áp vào diffuse thì đối tượng ra chỉ có diffuse và bình thường thôi. Tất nhiên các bạn muốn băm thì chúng ta áp cái kéo này vào kênh băm. Ở đây mình sẽ không băm nữa, mình sẽ nói đến những cái phần đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tập trung vào một cái phần đơn giản, đó là phần bạn muốn băm nhiều băm ít thì chúng ta chỉnh nhá. Băm nhiều băm ít bạn chỉnh, bạn chỉnh muốn thật thì chúng ta phải diễn tả đối tượng đúng như thật. Bạn muốn băm nhiều băm ít thì tùy vào các bạn. Mình sẽ cho nó băm lên, chuột phải bấm vào kênh map. Băm mặc định là 30 rồi mình cho lên khoảng 200. Đó, đối tượng ta sẽ được băm lên nhiều hơn. Bạn có muốn băm theo cái sớ này không, hay bạn muốn băm theo cái sớ khác thì tùy các bạn. Đây băm lên rồi. Thì bạn thấy cái vải này nhìn rất là cứng. Cứng là vì bởi vì là nó sẽ không có nhiều thông số. Thường thường là chất liệu vải để bạn muốn diễn tả nó mềm hơn ấy, thì mình sẽ kéo nó thêm một cái vật liệu có tên là, một chức năng nữa có tên là chức năng đó là chúng ta dùng font off. Con off này nó định nghĩa là chúng ta sẽ chuyển từ 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 thẳng sang nghiêng, từ chính diện sang góc xiên đấy. Thì khi bạn áp cái font off vào chức năng thường thì áp font off thì mình sẽ kéo vào đây. Đầu tiên mình kéo ra nhé. Font off mình kéo vào diffuse trước này. Sau đó chúng ta sẽ kéo vào băm này. Được chưa? Và chúng ta áp cái mắt vải vào. Bình thường nếu mà font off bình thường thì nó sẽ lấy theo kiểu trắng đen, chỗ nào trắng ấy thì nó pha phản chiếu ít, chỗ nào trắng thì nó sáng, nó có thể chứng vẫn hiểu nôm na là nó sẽ chuyển. Vì bạn có thể, nếu mà bạn cứ để nguyên màu đen trắng như này cũng được, bạn muốn một chiếc điệu vải này màu đen trắng đúng không, thì bạn muốn giảm cái thông số này đi, chúng ta thì kích đút vào thông số phân off này, chúng ta giảm hai cái thông số này đi, mặc định nó đang là màu trắng màu đen, nó phản chiếu rất là mạnh, bạn muốn nhạt đi thì bạn vùng màu đen màu này ít đi nó sẽ giảm đi, thế là màu xám ok thì nó sẽ phản chiếu ít đi, được chưa? Và muốn phản chiếu ít nữa thì bạn lấy ít thôi. Thường thì mình không để nó màu trắng đâu, mà mình lấy sang cái tông xám, màu trắng thì sẽ tông hơi xám một tí. Thì nó sẽ phản chiếu và cái độ chênh lệch giữa cái sáng và tối nó ít hơn. Thì tùy từng trường hợp bạn muốn cảm nhận nó là cái gì. Bạn muốn, có thể bạn muốn như thế nhưng bạn muốn băm theo một cái đối tượng này chẳng hạn. Vải màu trắng nhưng băm theo sớ này. Đây, nó có băm đây. Vải vẫn là màu trắng và băm theo cái sớ vải này. Băm nhiều băm ít thì tùy bạn cái đặt. Được chưa? Và nó là vải là màu trắng và băm theo cái sớ này. Thế nên bạn cảm nhận cái chất liệu vải nó mềm hơn. Thì vải nó có cốt tông rồi satin rồi rất là nhiều chất liệu vải khác, nhung cái. Bạn muốn diễn tả đối tượng này nhung vải màu trắng này, chúng ta chỉ thông số này nhỏ đi. Tô Linh hôm trước mình nói rồi, muốn nhỏ lên thì chả gấp 3 lần. Gấp 3 lần nữa, thì nó sẽ ra chất liệu vải nhung nhiều hơn. Nó nhỏ hơn thì nó nhìn nó ra hơn. Nhung thì có thể nó băm nhiều hơn. Băng vừa nãy mình đang làm là 30 đúng không? 3200 người ta tăng 800 rồi. Băm nó mạnh hơn thì nó sẽ ra, hoặc là vải nhung thì cho nó bóng nhiều hơn nữa. Được chưa? Đó, thì nó sẽ ra được cái độ nhăn nhúm nó nhiều hơn. Cái map nó vẫn còn rất là to. Nó còn nhiều thông số khác nữa. Thì cái sẽ làm bạn hiểu nôm na là ánh sáng nó sẽ được chuyển đi và nó sẽ êm hơn. Bạn thông số này bạn giảm nó đi. Tôi linh nó là mình đang để nó bao nhiêu, bằng 3 rồi cho nó 8 đi. 8
có thể là cho nó sáng tối nó chênh nhau nhiều nữa lên, sáng nữa băm nữa tùy các bạn nha, thường thì không để 255, 254 hay 53 gì đó, đừng để 255 màu trắng thì nó sẽ ra cái chất liệu vải hơn, bóng hơn là thế đó. Đấy nha, về cái thông số fan off là như thế. Tiếp theo nhá, nếu mà bạn muốn có thể bạn thường ấy thì mình muốn trộn cái mắt vải nào đó, ví dụ mình lên cái vải này mình trộn vào ở đây, bạn để ý kỹ, nếu mà mình đưa vào một kênh ấy nó sẽ phản chiếu một phần thôi, cái phần bên dưới vẫn phản chiếu là màu trắng, được chưa? Mà bạn muốn hai cái map này nó, bạn lấy luôn cả hai cái map này thì nó kéo hai cái map này, nếu kéo hai cái map này vào mà để ngang nhau tỷ lệ như này thì nó không không ra đâu. À, thì bạn muốn nó chính xác hơn thì ở đây vừa mình chuyển định cái ta linh của nó, ta linh để bằng một mẹ như bình thường nhé, một này. Thì nó chuyển không được đẹp êm lắm, nhưng thường thường mình sẽ chỉnh hai cái map này bằng một, một trong hai cái map này mình sẽ chỉnh cho nó tối đi. À, muốn chỉnh tối đi thì có kênh Color Black giúp chúng ta chỉnh sáng tối và màu sắc, bạn có thể chỉnh trên kênh 1, kênh 2 đều được. Nó là một kích thước vào đây mình chỉnh, ví dụ mình sẽ cho nó sáng hoặc tối đi, mình kính kéo này đi này. Bạn nhìn cái màu ở đây bao giờ nó sáng hơn ở trên hoặc là tối hơn ở dưới là được. Đấy, nó sẽ màu nó sẽ êm hơn, nó sẽ phản. Và chính cái thông số êm này phụ thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người. Thì nhìn cái mắt vải nó sẽ mềm, nó không cứng. Đấy, nó chuyển rất là mềm lại. Chưa? Có thể tí đâu, vải cotton tông thì bạn chuyển rất là xíu, ít ít thôi. Đó, hai cái màu nó chỉnh nhau. Đó. Thì bạn nhìn cảm giác cái chất liệu vải nó sẽ êm ái hơn, nó không còn cứng như vừa nãy. Ở đây là chúng ta đang đưa vào kính băm rồi, bạn muốn phản chiếu có thể bạn là chiếu theo mắt vải này cũng được, hoặc bạn chỉ phản chiếu theo một cái mắt đen trắng nào đó theo con sơ gỗ hay sao, phản chiếu theo sớ này cũng được, sớ nào cũng được, hoặc phản chiếu theo thông số này cũng được, tùy cái phản chiếu bạn thích nào, phản chiếu theo cái này cũng được. Nhưng mà thường thường vải thì bạn nên lấy một cái mắt vải khác thì tốt hơn, hoặc là cùng lấy vải đó, hoặc là tìm cái mắt đen trắng nó cũng có sự tương đồng nhau như thế này này, nó không lệch nhau quá nhiều, bạn làm phản chiếu, bạn kéo bình thường nha, mình lưu bức ảnh lại cho các bạn. Quên mất, dịch đi là nó sẽ khác đấy, nó sẽ mất thông số. Thì nó lên xong đi. Rồi, mình sẽ lưu bức ảnh này lại. Tiếp theo thì bạn muốn đặt phản chiếu, bạn áp vào đây, vào kênh Reflection. Đưa gần ở đến đây một chút nhé. Đây, bạn áp vào kênh Reflection. Thì vải chúng ta bây giờ nó sẽ được bóng theo cái thông số phản chiếu đấy. Đó. Bạn muốn chính xác bạn nhìn được cái phản chiếu nó như thế nào thì stop nha, stop đi một cái. Stop người nữa. Và bạn vào cái phần thông số ở đây này. Hay mình hút mình lấy cái thông số phản chiếu đây, có vẻ nó mạnh mẽ hơn nhé. Mình hút được cái map nó. Đây này, phản chiếu nó đây này. Mình có thể đưa cái phản chiếu này lên trên kia, giữ shift copy. Tạo một trang mới nhé, và mình hút cái thông số này để lấy cái phản chiếu của cái này, và hút lại cái map này để mình đặt nó. À, mình lấy cái phản chiếu theo thông số này kéo lên một xíu, hoặc bạn để nguyên cũng được, bật cầm này bạn nút được này kéo lên đây cũng được, tùy nút. Nếu mà để như này thì hai cái texture nó cùng một cái. Thì bây giờ chúng ta sẽ muốn nhìn được cái phản chiếu như thế nào, chúng ta sẽ sâu cái map này đi. Chúng ta đừng bấm cancel mà các bạn bấm ok, cái này nó bị bung rồi. À, chúng ta sẽ nó lưu vào cái tên recover này, ok. Đấy, mình có cái file recover này, mình mở mở cái file recover này là nó xem. Vừa nãy nó mất một xíu thôi. Đấy, chúng ta sẽ kéo được cái map này. Chúng ta muốn sâu cái vật liệu này lên ấy, thì nó kích vào đây. Sau đó tôi kích đúp vào đây nhé, bạn sâu cái đối tượng này ở trên. Ở trong này chúng ta nếu mà chúng ta muốn cái map này nó nhỏ hơn thì chúng ta dùng chức năng to link này. Bên đây mình đã là chấm 2 là to lên rồi, mà để một mặc định trở lại. Đây. Thì chỗ này ấy, bạn hiểu nôm na là chỗ này nó phản chiếu rất là nhiều này. Đó. Còn những chỗ này thì phản chiếu ít. Rồi bạn render nhá, vừa nãy bức hình mình
Nó cập nhật được đến đây rồi đây. Đấy, thì map vải nó sẽ sinh động hơn, có chỗ phản chiếu nhiều, chỗ phản chiếu ít. Bạn để này rõ ràng hơn đi, bạn kéo cái kênh Rogolex ra cho nó phản chiếu mạnh lên. Bạn nhớ bạn phải đưa đúng vào cái nút này thì mới được, còn đưa ra ngoài nó như trắng này là được này. Đó, mình sẽ kéo cái kênh Rogolex để nó phản chiếu mạnh lên. Nên sự tương phản nó cao lên. Cho nó sáng lên một chút này. Và cho nó contrast mạnh lên. Thật là mạnh lên để nó rõ ràng. À, bạn nhìn thấy chỗ nào nó bắt đầu nó bung búng lên rồi đấy, có chỗ nó phản chiếu rất là mạnh, một chỗ phản chiếu rất là nhạt, nó theo cái thông số vật liệu mà chúng ta vừa đặt đấy, chỗ thì rất là trắng, một chỗ thì rất là nhạt, bạn thấy chưa, vật liệu nó bóng lên rồi, chỗ thì phản chiếu rất là mạnh, một chỗ phản chiếu rất là yếu thì nó sự sinh động. Đây, chỗ này phản chiếu mạnh, phản chiếu yếu đấy, được chưa? Phản chiếu này thì lại theo cái thông số phản chiếu thôi, nó không liên quan đến diffuse nữa. Đây đây này, chỗ phản chiếu rất là mạnh, chỗ phản chiếu rất là yếu, chỗ này màu trắng đúng không, cho nó mạnh hẳn nữa đây này, để nó rõ ràng. Chỗ thì phản chiếu rất là mạnh, chỗ thì chẳng có tí phản chiếu này, đây chỗ này không phản chiếu này. Đấy, nó theo cái thông số mà mình map đây, có thể giờ mình đổi một cái map khác, đèn trắng khác nha, để nó rõ ràng hơn nữa. Mình cho nó phản chiếu trên cái map này này, được chưa? Đấy, thì cái chỗ nào, để bạn xem bức ảnh trước đi, tí nữa rồi bạn xem lại cái diffuse của nó. Đây này, nó phản chiếu theo hình đúng cái bông cánh hoa đấy. Được chưa? Đó, nó chỉ có mấy cái vệt này thôi, nhưng mấy cái vệt này giờ cứ để nó render xong mình lưu bức ảnh mà so sánh nhau trên cái kênh phản chiếu. Được chưa? Stop lại nha, mình xếp lại bức ảnh này, có phải xem cái diffuse, xem cái kênh sâu của nó ra nó phải đúng như thế này không nhá. Rồi, giờ mình sâu cái map này đi, sâu lại. Được chưa? Chỗ này màu trắng này, bạn xem cái bức ảnh render này. Đây, chỗ này nó phản chiếu rất là mạnh, còn chỗ kia nó chẳng có phản chiếu gì cả, tại vì nó là màu đen, được chưa? Còn cái phản tắt cái này đi thì cái phản chiếu phân off lúc trước, nha. Mình bỏ cái kênh này đi, bỏ cái kênh này đi, thì cái phản chiếu lúc trước nó vẫn theo cái thông số phân off ở đây. À, bạn nhìn ở đây nha, rồi bạn render tiếp, cái thông số phân off ở đây nó vẫn theo thông số phân off ở đây. Đấy, thì từng kênh một nó sẽ hoạt động riêng biệt và nó hoạt động như nhau thôi. Đấy, cái thông số phân off ở đây nó vẫn là một cái giải này, nó vẫn sáng hơn, nó không có gì thay đổi cả. Đấy, giải chỗ này và chỗ này nó phản chiếu nhiều hơn.